Xin chào tất cả các bạn đến với kênh YouTube của Xe Đạp Giá Kho. Và nếu như chúng ta đang tìm kiếm một mẫu xe đạp đua khung nhôm có mức giá dưới 20 triệu à, tuy nhiên chúng ta cần một cái chất lượng ổn định để trải nghiệm cái quá trình đạp xe và có mức giá từ hơn 10 triệu đến từ các thương hiệu có tiếng, thì trong video này nó sẽ có đủ cho các bạn, bao gồm Twitter nè, Kali nè, Java nè, Line hay thậm chí là Sava, với những cấu hình khác nhau trải dài từ Claric R2000 cho đến 105 R7000. Và ok, hãy cùng mình tìm hiểu xem đâu sẽ là mẫu xe phù hợp nhất với chúng ta nhé. Bắt đầu thôi. Vậy thì bắt đầu với lại siêu phẩm của chúng ta trước là Sava AX7, một trong những mẫu hot hit của xe đạp giá kho thời gian gần đây, với một cấu hình cực kỳ ok luôn nha, với mức giá chỉ từ 19.490. Các bạn sẽ có gì trên chiếc Sava AX7 này đây? À, các bạn có một cái bộ khung nhôm và kèm theo đó là chứng chỉ UCI, và là mẫu duy nhất có chứng chỉ UCI trong top 5 mình muốn đề cập cho các bạn trong video này. Ok, nói về thiết kế đi, thì chiếc Sava AX7 cái phần khung, tức là cái phần đầu xe, các bạn thấy là nó sẽ có những cái nếp gấp như thế này nè các bạn. Đó, nó hơi cong nhẹ phần cổ xe và rất là ấn tượng đối với nhiều người khi mà đến xem cái mẫu AX7 này, và ấn tượng bởi thiết kế. Thiết kế này khá là thể thao nha, phần càng xe là carbon, nó sẽ cho phép các bạn xé gió hơn khi mà chúng ta chạy. Vậy đến với cấu hình của chiếc Sava AX7 này nhé, các bạn có gì đây? Chúng ta có 4 món 105 được trang bị trên em xe này. Đầu tiên là tay đề lắc 2 lưỡi Shimano 105 R7120. Phía dưới của xe là bộ rúp, cũng có là gạt dĩa nè, và gạt clip là Shimano 105. Phía trước dò dĩa đây, dò dĩa Scenic, 2 dĩa 3450T. Clip thả, clip này Suget 11 cho đến 34T các bạn nha. Có cối nữa, và mình thấy húp nó khá là trớn. Khi mà các bạn chạy nó sẽ hỗ trợ các bạn tương đối ok trong quá trình mà chúng ta đạp xe. Còn một món Shimano 105 nữa đây, đó là chiếc Sava AX7 này, nó được trang bị là phanh dầu Shimano 105 7170 các bạn nha. Bản dĩa bánh trước là 160 nè. Rồi, về phía bánh sau thì bản dĩa của chiếc Sava AX7 này là 140. Thì đối với mẫu này á, các bạn sẽ được trang bị tích hợp sẵn một cái đèn cảnh báo ở phía cốp yên. Đó, chúng ta sẽ có rất là nhiều chế độ đèn khác nhau, và khi các bạn mỗi lần nhấn một cái nút á, nó sẽ thay đổi. Tiếp tục mình sẽ nói đến chiếc Lyric 550. Thì đây là một cái mẫu xe đạp đua có cấu hình thấp hơn, đồng nghĩa với việc là mức giá cũng sẽ rất là dễ để tiếp cận hơn so với chiếc AX7 mình vừa mang đến cho các bạn. Với mức giá chỉ hơn 14 triệu một chút, với một cái thiết kế bản dẹt thể thao, và khi mà các bạn chạy cũng hỗ trợ các bạn trong cái quá trình là như thế nào, chúng ta giảm bớt lực cản không khí nè, và đi kèm với đó là xé gió nha, thiết kế bản dẹt nè. Với cái màu xanh ngọc này thì thật sự là nó cũng sẽ tương đối phù hợp với các bạn nữ. Nếu như các bạn yêu thích cái dòng xe đạp đua, và quay trở lại với chiếc Lyric 550 thì cấu hình chúng ta sẽ có là một bộ rúp chất lượng và tương đối ổn, nên các bạn có thể sử dụng với những cái nhu cầu như là tốc độ nè, sự ổn định là Shimano Tierra R4007, bao gồm tay đề lắc 2 lưỡi, gạt dĩa và gạt clip đều là Shimano Tierra R4007 các bạn nha. Ở đây là 2 dĩa 3450T, do dĩa Sulan nè, BB cốt rỗng, và clip thả 10 tầng 11 28T. Rồi, các bạn có thể thấy cái độ trớn của húp xe này sẽ không có cối các bạn nha. Và về phía ghi đông thì các bạn cũng có thể thấy là một cái ghi đông đúc liền khối, và phần dây gáp được đi âm bên dưới. Tương tự như chiếc Sava AX7, hệ thống phanh trên xe các bạn thấy là xe được trang bị là phanh đĩa cơ heo dầu ở đây. Vậy thì cũng là Tierra, nhưng mà Kali R6.5 lại có một mức giá tiết kiệm hơn một chút, rơi vào khoảng 12.900.000. Tùy theo thời điểm thì mức giá có thể dao động lên xuống, các bạn có thể tham khảo thêm tại trang web của tụi mình nha. Quay trở lại với lại chiếc Kali R6.5 của chúng ta, các bạn cũng có gì đây? Một thiết kế bản dẹt nè, thể thao, và cũng hỗ trợ các bạn là lướt hơn nè, giảm bớt lực cản không khí khi đi. Tuy nhiên thì nó sẽ có những cái điểm khác biệt rõ rệt, như là đầu tiên cái phần ghi đông của xe, chúng ta sẽ thấy là phần bô tăng nó sẽ, với phần ghi đông nó sẽ tách rời ra, nó không phải là đúc liền khối như là Lyric 550 hay là AX7 đó. Thì bên cạnh đó nữa, phần hệ thống phanh trên chiếc Kali R6.5 này là phanh vành Techo ở đây. Đối với phanh vành thì tùy theo sở thích của mỗi người. Có nhiều bạn chúng ta không thích dùng phanh đĩa, các bạn thích dùng phanh vành, thì đây là một mẫu xe cũng tương đối ok cho các bạn nha. Về bộ rúp thì mình đã nói rồi, đó sẽ là Tierra R4007 luôn, bao gồm tay đề lắc 2 lưỡi ở đây. Tay đề lắc 2 lưỡi các bạn nha. Rồi, phía dưới của xe cấu hình cũng tương tự thôi.
Ở đây giò dĩa. Giò dĩa là giò dĩa roll wheel nè, BB cốt rỗng 34-50T 2 dĩa. Clip ở đây là clip thả 10 tầng. Tầng ở đây là tầng nhỏ 11 đến 34T các bạn nha. Và đối với những cái mẫu xe đạp đua nói chung, ok, bạn cần phải có chiều cao từ 1m6, vì đa phần những mẫu road bike thường là sẽ đi xe bánh là 700c hết, nên là chúng ta cần phải có chiều cao rơi vào khoảng từ 1m6 các bạn nha. 1m6 là có thể đi tốt được. Thì đây là chiếc Kali R6.5 với mức giá chỉ hơn 12 triệu một chút thôi, và cùng cấu hình với Lyric 550 dành cho những bạn nào chúng ta thích phanh vành và chúng ta muốn một mức giá tiết kiệm dễ tiếp cận hơn. Tiếp tục, mình cũng sẽ đề cập đến một cái mẫu đi bộ Rocksora, nhưng mà chúng ta có mức giá nhỉnh hơn chiếc Kali R6.5 hồi nãy một chút. Và với chiếc Sava Auriga 2024 18S này các bạn sẽ có gì đây? Chúng ta sẽ có, đầu tiên mình nói về bộ rúp trước đi ha các bạn. Bộ rúp thì bao gồm gạt dĩa và gạt clip là Shimano Sora R3000. Ở đây là 2 dĩa 34-50T, BB cốt rỗng và giò dĩa decap nè, 11-28T. Clip này là clip thả của thương hiệu Suget. Cái mẫu này nó cũng sẽ có cối các bạn nha, tuy không to đó. Và các bạn cũng có thể thấy cái độ trớn nó sẽ chưa được bằng như là chiếc Kali R6.5 cũng như là những cái mẫu mình đề cập trước đó. Đây, chưa được trớn bằng thôi nha các bạn nha, nhưng mà nó cũng tương đối ok để chúng ta có thể sử dụng. Các bạn sẽ có một cái dáng khung đẹp hơn. Đây, dáng khung đẹp hơn và nó sẽ liền khối luôn như thế này. Tức là mối hàng chìm ở bên trong, cả trên cả dưới rất là đẹp các bạn nha. Mẫu này thì các bạn cũng cần phải có chiều cao từ 1m6 để chúng ta có thể sử dụng được. Phần ghi đông của xe, đây, ghi đông cá mập đúc liền khối luôn. Phần dây cáp nó sẽ được đi bên dưới cái phần ghi đông này. Đó, gọn nè. Rồi, điểm khác biệt đầu tiên là cái phần tay lắc ha. Thì đối với chiếc Java 2024 này các bạn thấy là nó đi tay lắc của Elchu. Đây, cái lưỡi ngoài các bạn không lắc được, các bạn chỉ lắc được là lưỡi trong thôi. Và cái nút bấm trong đây để cho phép các bạn xả. Chẳng hạn như là bên trái của mình thì các bạn bấm là chúng ta sẽ lên dĩa này, bấm nhỏ bên trong để xả dĩa. Bên phải thì khi mà bấm mạnh thì chúng ta sẽ lên clip, bấm nhỏ để xả clip. Bên dưới thì ở đây được trang bị là phanh dầu của Elchu. Phanh dầu Elchu. Bản dĩa bánh trước bánh sau đều là 160 hết nha. Vậy bạn nghĩ thì với mức giá như vậy, liệu rằng chiếc Sava 2024 có thể cạnh tranh nổi với lại những cái mẫu xe đạp kia hay không? Hãy để lại một bình luận bên dưới nhé. Và đây thực sự là một mẫu xe cũng tương đối hot và nhiều bạn hỏi tại xe đạp giá kho, nên là mình muốn mang đến cho các bạn trong video này luôn. Cấu hình tương đối ổn để chúng ta có thể sử dụng với lại những cái nhu cầu như là cần một con xe đạp có bộ rúp chất lượng để chúng ta đi đường trường nè. Sora R3000 tương đối ok để các bạn có thể sử dụng chứ hả? Twitter Smile với mức giá chỉ hơn 11 củ một chút, các bạn có thể có gì đây? Đầu tiên chúng ta có một bộ khung nhôm tương đối đẹp và thể thao. Thiết kế thì không có gì để nói rồi. Và khi mà các bạn chạy nó cũng hỗ trợ các bạn giảm bớt cái lực cản không khí này cũng như là xé gió hơn. Điểm sáng giá là chúng ta được trang bị ở đây là một cái càng carbon. Đó, càng carbon các bạn nha. Đến với bộ rúp của chiếc Twitter Smile này, không phải là Retroback. Các bạn được đi bộ rúp là Shimano Claric R2000, bao gồm tay đề lắc 2 lưỡi, gạt dĩa và gạt clip là Shimano Claric R2000 cả nha. Ở đây là 2 dĩa 34-50T nè, BB cốt rỗng. Ở clip, ở đây là clip thả. Các bạn có clip thả là 8 tầng 11-28T. Và xe cũng được trang bị cối nổ, điểm đặc trưng của xe đạp Twitter rồi. Đó, và các bạn thấy cái độ trớn của húp nó cũng tương đối ok ha. Hệ thống phanh trên xe, các bạn thấy là xe được trang bị là phanh đĩa cơ heo dầu ở đây. Đó là top 5 mẫu xe đạp đua với khung nhôm mà mình muốn mang đến cho các bạn trong video này. Trải dài từ phân khúc giá hơn 11 triệu một chút cho đến dưới 20 triệu, cụ thể là 19 triệu 490 của Sava AX7. Và nếu như chúng ta quan tâm đến một cái mẫu xe đạp đua nào, có thể để lại một comment bên dưới, hoặc là chúng ta liên hệ với lại xe đạp giá kho thông qua thông tin Thành Hưng để trên màn hình. Và ok, xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong video sau.